Tên gọi của đài phun nước Trevi nổi tiếng ở thủ đô Rome có nguồn gốc từ đâu? Một vị thần, một kiến trúc sư, một nhà thờ cổ, hay là một ngã ba đường? Thực sự là em chưa bao giờ có cơ hội được đến với nước Ý, nhưng mà đây cũng là một đài phun nước rất là nổi tiếng ở thủ đô Rome. Em có bao giờ nhìn thấy hình ảnh của đài phun nước này không? Chắc là em phải nhờ quyền trợ giúp thôi. Vâng, chúng ta sẽ được nghe một loạt các câu chuyện về Ý nếu như em nhờ sự trợ giúp là các nhà thông thái. Thực sự lúc này là em đang băn khoăn giữa hai quyền lựa chọn là người bạn đồng hành và các nhà thông thái. Bởi vì là em cũng rất là tin là Hoàng Linh là đã đi đi nhiều nước trên đúng, thế giới. Đúng, cậu ấy làm ở V4 đã đi nhiều nơi, làm nhiều chương trình mà lại đọc rất nhiều. Vào thư viện cả tháng trời, đọc sách trong đấy để làm các chương trình thì chắc là bạn sẽ phải còn đọc nhiều nhiều hơn nữa ngoài cái tháng đấy. Nên cũng là một lựa chọn. Và... em xin phép được lựa chọn quyền trợ giúp là từ người bạn đồng hành của mình. Xin mời bạn Hoàng Linh ạ. Rồi, xin mời đôi bạn thân. Thực sự là câu này đáng nhẽ là cậu nên hỏi anh Trương Anh Ngọc, vì anh Ngọc đã từng ở Ý. Đấy là sự trợ giúp của em đấy à? Trợ giúp không? Thì xuống nói mỗi lần bạn nhờ anh Ngọc này. Bởi vì là tớ nghĩ rằng là ok, mình cố gắng qua câu này đi. Để đến câu 10 mà khó thì sẽ hỏi anh Ngọc, các nhà thông thái. Thực ra khi mà tớ nghe câu này ấy, thì tớ có tớ thiên là một vị thần. Tức là tớ cũng đang thiên về hai phương án. Một là một vị thần và hai là một ngã ba đường. Bởi vì là cái từ Trevi nó cũng giống cái từ ngã ba. Trevi nó là cái nguồn là try, là cái là khi mà có ba cái gì hợp vào nhau thì nó sẽ là ngã ba đường. Đài phun nước thường nằm ở quảng trường, những cái chỗ mà tập trung đông người. Cái ngã ba này chắc là phải nổi tiếng hay là có gì đấy nó phải quan trọng. Thực sự là tớ cũng chưa được đến Ý nên là tớ cũng không nắm được rõ về cái ngã ba này. Và đáp án cuối cùng của Linh thì tớ đang thiên về ngã ba đường đấy. Ngã ba đường. Rồi, đó là phần tư vấn của Linh. Mời hạnh phúc. Em tin vào người bạn của em. Và cho dù như thế nào đi chăng nữa thì cũng không sao cả. Đây là câu trả lời của người bạn mà em tin tưởng. Đáp án cuối cùng của em lựa chọn đó là đáp án D, một ngã ba đường. Một ngã ba đường. Có thể các bạn đang nghĩ đến một cái đài phun nước cũng ở Hà Nội đúng không? Anh em mình có một cái đài chỗ gần bên cạnh hồ... Mày hay gọi là Hàm Cá Mập đấy. Hàm Cá Mập, vâng. Vâng. Thì đấy là gọi là quảng trường gì? Đông Kinh Nghĩa Thục. Đông Kinh Nghĩa Thục. Và cũng có đài phun nước. Vâng. Vâng. Nó cũng nằm nó ở đâu ngã đó. Tư, ngã năm thì đấy. Nhiều ngã lắm. Tại vì một rất nhiều nhánh là Hàng Bông này. Hàng Bông này. Một nhánh là Hàng Đào. Đường, Hàng Đào. Hàng Đào. Xong một nhánh sang bên này là hai nhánh nữa. Và bên hồ Hoàn Kiếm tức là năm. Khoảng năm ngã liền. Năm. Nhưng mà cái đài nó có gọi là ngã năm không? Không, em chưa nghe thấy là người ta nói là ngã năm bao giờ. Vâng, thường người ta lại chọn một cái tên gì đấy nó có ý nghĩa một chút, chứ chả nhẽ em một cái biểu tượng của thành phố mà lại chọn là một cái tên nó đặt nó đơn giản như là ngã năm Ô Chợ Dừa hay là ngã tư Khuất Duy Tiến hay nọ thì đại khái nó hơi giống VOV giao thông. Vâng. Và câu trả lời chính xác là D, một ngã ba đường. Cảm ơn Linh. Chúc mừng. Cảm ơn. Hóa ra lựa chọn của em khi nhờ người bạn đồng hành lại là sáng suốt. Bởi vì anh cũng biết Linh. Linh phải nói là một người cực kỳ thông minh và thực ra nhìn bạn ấy thôi là đã thấy sáng bừng rồi. Đài phun nước Trevi là một đài phun nước và công trình điêu khắc vô cùng nổi tiếng nằm tại thành phố Rome của Ý. Do đã được xây dựng tại điểm giao nhau giữa ba con đường tại Rome. Và trong tiếng Ý, từ Trevi có nghĩa là ngã ba, nên được lấy để đặt tên cho đài phun nước này. Ngô, xuất chỉ tăng. Đơn giản như thế thôi. Đơn giản, đôi khi thế giới cũng rất đơn giản mà anh em mình cứ làm căng thẳng. Phức tạp quá. Xin mời câu hỏi số 11. GSE Impact Ranking là bảng xếp hạng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực gì? Môi trường, giáo dục, xóa đói giảm nghèo hay là bình đẳng giới? Xin mời em. Em phân vân giữa A và B. Thật là tiếc khi mà quyền 50-50 đã không còn. Uh,
Em muốn nhờ sự trợ giúp của các nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Xin chào hai anh em. Vâng, chúng tôi đây. Vâng. Đợi hơi lâu ạ. Đợi lâu quá. Đợi lâu quá đúng không ạ? Anh em ngủ được nhiều. Đến câu thứ 15 chưa ạ? Gần câu 15 rồi anh ạ. Gần câu 15 rồi. Và các anh đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vâng, người chơi cùng với các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. The Impact Rankings là bảng xếp hạng theo chuẩn của Liên Hợp Quốc trong lĩnh vực gì? A. Môi trường. B. Giáo dục. C. Xóa đói giảm nghèo. D. Bình đẳng giới. Câu này cho Hoàng, vì Hoàng đang học đại học. Vâng, cái này thì đúng chuyên môn rồi ạ. Tại vì là cái kia không phải là T mà nó là THE. Vâng, vì cái chữ E trong đấy có nghĩa là Education đấy ạ. Và đây là một bảng xếp hạng của The Higher Education trong lĩnh vực giáo dục ạ. Trong các trường đại học. Cụ thể là xếp hạng các trường đại học. Đáp án B. Xin cảm ơn ạ, xin cảm ơn sự trợ giúp của nhà thông thái. Đúng theo những suy nghĩ của em thì tại vì em băn khoăn môi trường, environment. Đúng rồi. Giáo dục, education. Đúng rồi. Thì cho nên là đang hơi băn khoăn giữa hai phương án đấy. Và theo sự trợ giúp của nhà thông thái thì đáp án B, giáo dục sẽ là đáp án cuối cùng của em. Đáp án B, giáo dục. Vâng. Một khi mà bạn đã có sự trợ giúp của Hà Việt Hoàng thì gần như là chúng ta có cảm giác rằng đây sẽ là phương án đúng. Yên tâm ạ. Yên tâm đúng không ạ? Rất yên tâm ạ. Nhưng chưa chắc đâu, tại vì các nhà thông thái của chúng tôi thi thoảng cũng có tỷ lệ sai. Thế nếu mà mình có sai theo các nhà thông thái thì mình không bị cũng đỡ ngại đúng không? Và phần thưởng thì chắc chắn sẽ vẫn là tấm séc ở đây rồi. Dạ. Vâng. Đáp án chính xác của câu hỏi này sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Chúng tôi đang ở những câu khá cao. Và ở câu số 11, bạn Hạnh Phúc đã quyết định sử dụng quyền trợ giúp hỏi ý kiến các nhà thông thái. Các nhà thông thái rất tự tin tư vấn cho bạn phương án B, giáo dục. Và phương án B là phương án hoàn toàn chính xác. Xin chúc mừng bạn. Một lần nữa xin được cảm ơn các nhà thông thái. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với các nhà thông thái ạ. Chào hai anh em. Có chúng tôi đây. Vâng, xin chúc mừng các nhà thông thái một lần nữa, các anh đã đúng. Mới khoảng thời gian ngắn trước đây thôi thì Việt Nam mình có một trường đã tham gia vào cái bảng xếp hạng này. Nếu em nhớ không nhầm thì là Đại học Quốc gia Hà Nội. Thì đấy là một cái tin mà em đã đọc được và sau đấy thì em có tìm hiểu về cái bảng xếp hạng này. Vâng, thực ra đây là một câu rất là khó. Một câu mà tôi nghĩ rằng là trong chuyên ngành tương đối hẹp. Mà nếu như mà ví dụ như là không đọc qua rồi là không nghiên cứu cái này thì rõ ràng là chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng mà được. Rất may là tôi có một chút suy luận, nhưng mà còn Hoàng mới là người đưa ra được cái đáp án cuối cùng đấy. Đây là vì sao mà chúng ta lại có Hoàng ở trong danh sách các nhà thông thái. Cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Hạnh Phúc thân mến, như vậy là bạn đã vượt qua câu số 11. Phần thưởng bây giờ đã tăng lên là 30 triệu đồng. Đấy, tôi lại được viết tấm séc. Đây là 30 triệu đồng. Niềm vui của em đang tăng lên và hạnh phúc đang tăng lên. Hạnh phúc đang tăng lên, và không những hạnh phúc của em đâu, hạnh phúc của nhiều người mà được đón nhận những liều vaccine hoặc là đón nhận những ủng hộ từ quỹ Cặp Lá Yêu Thương cũng sẽ tăng dần lên. Rồi, anh đã đến đây chứ? Dạ vâng. Rồi, ok. Quý vị thân mến, như vậy là người chơi của chúng ta đã vượt qua câu số 11. Phần thưởng hiện nay đang là 30 triệu đồng. Và nếu vượt qua câu số 12, phần thưởng sẽ tăng lên là 40 triệu đồng. Bạn không còn quyền trợ giúp nào cả. Bạn sẵn sàng đến với câu số 12 chưa? Em sẵn sàng. Xin mời câu hỏi số 12. Động đất được cho là nguyên nhân gây phá hủy kỳ quan thế giới cổ đại nào sau đây? Tượng thần Zeus ở Olympia, tượng thần mặt trời ở Rhodes, đại kim tự tháp Giza, hay là đền thờ Artemis ở Ephesus? Xin mời bạn. Đây thực sự là một câu hỏi nằm ngoài kiến thức của em. Một câu hỏi khó. Nên chắc em sẽ dừng cuộc chơi ở đây để bảo tồn số tiền mà em muốn ủng hộ cho hai quỹ mà em rất mong muốn ủng hộ. Em sẽ dừng cuộc chơi tại đây. Vâng. Vâng.
đèn sáng lại rồi. Và bây giờ anh em mình lại được nói chuyện vui vẻ với nhau. Vâng. Em đã dừng cuộc chơi, tức là anh sẽ lấy lại tấm séc 22 triệu. Tại vì tấm séc thuộc về em bây giờ sẽ là tấm 30 triệu, chắc chắn rồi. Bây giờ đã có phần thưởng rồi. Nếu cho em được chọn giữa một trong bốn phương án này để coi như anh em mình thử vận may đi. Tại vì em hoàn toàn không có ý niệm gì trong bốn phương án vâng, này. Không có. Em sẽ chọn phương án nào? Em sẽ chọn A, tượng thần Zeus ở Olympia. Tượng thần Zeus ở Olympia. Vâng. Thật may là vì em đã không chọn phương án A, vì phương án đúng là phương án B. Vâng. Tượng thần mặt trời ở Rhodes, bức tượng cao 32 mét phỏng theo thần mặt trời Helios, chỉ tồn tại 6 thập kỷ trước khi bị đổ bởi một trận động đất mạnh. Em đã về đài từ năm 2015, tức đến giờ là 6 năm. Trong cái hành trình 51 năm của cả một tập thể lớn, với bao nhiêu con người, với bao nhiêu đàn anh, đàn chị, những cô chú đi trước nữa, đã làm nên một cái lịch sử, một chặng đường 51 năm. Em có một phần ở trong đó khi em đã đồng hành 6 năm. Cảm xúc của em như thế nào? Hạnh phúc, tự hào và luôn luôn cảm thấy trách nhiệm trên đôi vai của mình, đặc biệt khi mình là một biên tập viên dẫn chương trình, người phát ngôn một trong những bản tin của Đài Truyền Việt Nam. Thực sự là em cảm thấy rất là vui khi mà được tiếp nối những thế hệ đi trước. 51 năm ngày phát sóng chương trình truyền hình đầu tiên của Đài Truyền Việt Nam, thì Hạnh Phúc cũng muốn gửi lời chúc đến những đồng nghiệp của mình, chúc các anh, các chị, các bạn và cả các em nữa, và chúc cho cả những người chuẩn bị bước chân vào Đài Truyền Việt Nam VTV sẽ có thật nhiều sức khỏe, giữ mãi niềm đam mê và nhiệt huyết của mình lúc nào cũng như là ngày đầu tiên, và niềm đam mê ấy sẽ chỉ có tăng lên mà thôi. Mặc dù là Covid-19 còn rất nhiều khó khăn khiến cho chúng ta cản trở những bước đường chúng ta đến với những nhân vật, đến với những câu chuyện, đến với những cuộc đời, nhưng tôi tin là xa mặt nhưng không cách lòng, những phóng viên, những biên tập viên quay phim, những ekip kỹ thuật của Đài Truyền Việt Nam sẽ không bao giờ nản chí. Và đây chính là lúc chúng ta vượt qua những thử thách để chuyển đến cho quý vị khán giả những chương trình truyền hình hay nhất và ấn tượng nhất. Quá tuyệt vời, phần này đúng là xuất sắc. Em đã làm cho chương trình Ai Là Triệu Phú ngày hôm nay đúng là có hạnh phúc theo cả nhiều nghĩa. Cảm ơn em và rất vinh dự được trao phần thưởng này tới em. Xin mời. Xin cảm ơn anh. Vâng, cảm ơn quý vị khán giả. Vâng, rồi cảm ơn em.